Vị quan chức nóng bỏng nhất SEA Games 31 có phải là người Việt. Phó trưởng đoàn kickboxing của Thái Lan Kotira Buyane Kittikon liên tục nhận được sự chú ý trong thời gian gần đây vì gương mặt xinh đẹp cùng thân hình bốc lửa bất ngờ. Kotira Buyane Kittikon sinh năm 1995, nổi lên là nhân vật có quyền lực trong làng thể thao Thái Lan ở tuổi đời còn rất trẻ. Trước khi nhận ghế phó trưởng đoàn kiêm thủ quỹ kickboxing, cô từng nắm giữ chức vụ lớn trong Hiệp hội Quần vợt Thái Lan. Trước đây, Tira từng theo đuổi sự nghiệp quần vợt nhưng không thành công. Cô liền chuyển hướng sang làm quản lý. Nhờ tài năng khéo léo và lợi thế ngoại hình, cô nhanh chóng xây dựng được chỗ đứng và vị trí của mình. Tira Buyane Kittikon chia sẻ rằng cô muốn tiếp tục học hỏi để trưởng thành hơn và có nhiều đóng góp hơn cho thể thao nước nhà. Hãy like và subscribe kênh Nhân Lời Nhân Tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.